Miss Jam khiến fan đê mê với bộ ảnh đồ tắm của dàn thí sinh Thanh Thanh Huyền Outtop 25. Cuộc thi Miss Jam Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023 là đấu trường khai hỏa cho sân chơi nhan sắc của đầu năm Quý Mão. Trở lại mạnh mẽ sau 33 năm trì hoãn, ban tổ chức đã có nhiều sự chuẩn bị chu đáo đối với các thí sinh tham dự. Mới đây, trang chủ Miss Jam chính thức tung bộ ảnh bikini của dàn thí sinh với trang phục mang tông màu nude ngọt ngào của nhà thiết kế Ivan Trần. Các mỹ nhân tranh nhau thả dáng với từng đường cong uyển chuyển, netizen lập tức dự đoán người đẹp nào có khả năng lọt top 3 chung cuộc vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Những thí sinh nổi bật nhất nghiêng về khu vực Nam Bắc Mỹ như Dominican Republic, Costa Rica, Brazil, Colombia. Miss Jam Dominican Republic 2023 Valentina Campen Capos được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong ngôi vị Miss Jam năm nay với gương mặt không góc chết và thần thái chuẩn beauty queen. Hình thể và cách tạo dáng của mỹ nhân đến từ Bắc Mỹ đang dần đốn gục toàn bộ khán giả theo dõi cuộc thi. Miss Jam Costa Rica 2023 Andrea Montero là mỹ nhân thứ hai được xếp trong danh sách những người đẹp nổi bật nhất tại sân chơi lần này. Hình thể gợi cảm, cách di chuyển đi đứng mỗi khi cô xuất hiện đều đạt đủ chuẩn mực của một hoa hậu tương lai. Nhiều người đã kỳ vọng rằng Andrea có thể được gọi tên vào top 3 chung cuộc. Thanh Thanh Huyền đại diện Việt Nam tại Miss Jam lần này vẫn chưa có sự bứt phá thực sự thông qua các bộ ảnh. Đa phần cô nàng sinh năm 1996 luôn chọn cách tạo dáng khá an toàn, khá giống với kiểu chụp hình cho TVC. Tuy nhiên, 30 chưa phải là Tết, nữ MC 3.000 chữ vẫn đang còn nhiều thời gian để trở nên hoàn thiện hơn cho đêm chung kết. Miss Jam Venezuela Lady Di sở hữu số đo chuẩn 916397 cùng chiều cao 1m83, có khả năng lập thành tích cao cho quê nhà với phong độ thi đấu cực tốt. Cô không chỉ toàn vẹn về hình thể mà tài lẻ của người đẹp này cũng đang được ban tổ chức khai thác triệt để. Mỹ nhân đến từ Nam Mỹ vừa đoạt giải thưởng đầu tiên tại Longest Driver, thí sinh có cú phát bóng xa nhất trong cuộc tranh tài chơi golf vừa qua. Miss Jam Brazil 2023 Luma Rosso gây chấn động với vòng eo săn chắc, nét đến từng múi cơ nhờ chế độ ăn uống và luyện tập thường xuyên. Có thể nói người đẹp đã bứt tốc hơn hẳn sau bức hình diện trang phục áo tắm của mình. Một số ý kiến cho rằng họ khá hối hận khi ngó lơ mỹ nhân Brazil trong suốt thời gian qua. Nhờ giải sát khủng mang tên Colombia, Miss Jam Colombia 2023 Juliana Habis Lodri được mong chờ có thể hâm nóng được toàn bộ đấu trường quốc tế do Việt Nam tổ chức. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng body đồng hồ cát không chút mỡ thừa. Không thể phủ nhận, đối thủ của Thanh Thanh Huyền tại sân chơi Miss Jam đều là những gà chiến khủng. Tuy nhiên, chuyên trang sắc đẹp Shark Factor đã đưa ra top 5 thí sinh có bộ ảnh chân dung với trang phục áo tắm đẹp nhất, thì Thanh Thanh Huyền của Việt Nam đã vắng mặt, thậm chí cô vắng mặt luôn trong top 25. Đứng đầu danh sách chính là Valentina Campin, đại diện Cộng hòa Dominica. Cô gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính cùng gương mặt sắc sảo, body chuẩn chỉnh. Trong khi đó, khán giả lẫn pha sắc đẹp trong và ngoài nước không khỏi ngỡ ngàng trước loạt thiết kế đầy sáng tạo của Ivan Trần. Cả bộ sưu tập trang phục áo tắm của Miss Jam 2023 đều mang đậm sự đột phá mới lạ, giúp dàn thí sinh vừa khoe được vẻ đẹp hình thể, vừa toát lên thần thái riêng của mình. Nhà thiết kế nói về ý tưởng tạo nên những bộ swimsuit lần này. Với bộ sưu tập trang phục tắm cho Miss Jam 2023, tôi dùng những cánh hoa nở trên vùng cát biển trải dài Việt Nam. Cũng nhân dịp này, tôi cũng muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới. Ivan Trần chia sẻ, phong dáng chủ đạo tôn lên đường cong của người phụ nữ, lấy ý tưởng từ hình dáng đất nước chữ S Việt Nam. Tất cả thiết kế đều được sử dụng triệt để các loại voan lưới giúp sâu ra hết những kỹ số hình thể đẹp nhất của các cô gái. Về màu sắc, tôi chủ yếu dùng tông màu nút tượng trưng cho màu cát biển, họa tiết hoa nổi 3D cùng tông màu pastel tượng trưng cho các cánh hoa mọc trải dài trên biển. Sự dụng tâm của Ivan Trần đã được đền đáp xứng đáng. Bộ sưu tập swimsuit của anh tại Miss Jam 2023 trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt nhiều giờ qua. Một bộ phận khán giả nhận xét trang phục tắm lần này quá chìm và rườm rà, nhưng cũng có đông đảo dân mạng tán thưởng các thiết kế của Ivan Trần. Không ít bình luận đánh giá bộ sưu tập swimsuit lần này khác hoàn toàn so với những bộ sưu tập thường thấy ở các cuộc thi hoa hậu. Các chuyên trang sắc đẹp trong nước và trên thế giới đều rất ấn tượng với các thiết kế của Ivan Trần. Thậm chí các dân mạng còn truy hỏi danh tính nhà thiết kế đứng sau bộ sưu tập swimsuit của Miss Jam 2023. Tất cả những phản hồi của giới chuyên môn và khán giả đều làm Ivan Trần bất ngờ lẫn hạnh phúc vì anh từng nghĩ mình chỉ có thể làm ra thiết kế trang phục dạ hội đậm cá tính, không hợp với Beauty Queen. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ sưu tập trang phục tắm lần này, Ivan Trần đã tự vượt qua thử thách của bản thân và lột xác, tạo ra một trường phái swimsuit gợi cảm một cách tinh tế.